Hello, xin chào các bạn. Cũng đã lâu lâu rồi mình không đi đâu cả. Rồi cũng là do cái đợt này thời gian nó đang nghỉ Tết. Thì trước Tết thì mình cũng hay đi ở các cái vùng cao, có những cái cảnh gì đẹp thì cũng tiện đường quay cho các bạn xem. Nhưng mấy hôm vừa rồi thì nghỉ Tết lâu quá, ở nhà cũng buồn. Hôm nay là mùng 6 Tết rồi, cũng coi như là hết cái thời gian nghỉ Tết rồi. Mình cũng lại lấy xe đi lượn vài vòng để xem có cái gì hay, ngó nghiêng một chút, tiện thì quay cho mọi người cùng xem. Hôm nay thì cái lộ trình của mình đầu năm nó thay đổi một chút, vì là mình cũng chưa có kế hoạch đi đâu xa cả. Thế cho nên là vì là mình quê ở miền biển mà, cho nên hôm nay đầu năm thử đi ra miền biển để xem là bà con dân biển, nhân dân ở vùng biển thì đầu năm họ có cái hoạt động gì không. Tiện thì đi ngó nghiêng cho nó thư giãn đầu óc, rồi cũng quay cho các bạn cùng xem luôn nhá. Hiện tại là mình đang đi ở trên con D. Cái đường này chính là cái đường D các bạn ạ. Đấy. Hai bên thì bên tay trái, hai bên khu vực này thì là gần sông, cho nên là hai bên thì nhân dân ở miền biển thì thường họ sẽ sử dụng những cái đầm để nuôi hải sản, nuôi tôm, nuôi cua, nuôi những cái con vật nuôi mà thuộc về hải sản đấy. Còn ở chỗ khu vực này thì là một cái khu vực mà là làm mắm. Họ tập kết những cái con cá mà đánh được về, mà sau khi phân loại ra thì một số thì sẽ bán để cho những người dân làm thức ăn, còn một phần còn lại lọc ra thì mà nó phù hợp và nó nhỏ đấy, người ta cũng không mua về thì họ sẽ làm mắm. Đấy, khu vực vừa rồi là khu vực làm mắm. Đây thì đây là một cái khu giáo xứ. Một cái khu vực giáo xứ ở gần biển, nằm ở trên gần VD. Công trình thì nằm ở mé ngoài đê, phía bờ sông. Đây, khu vực này cũng là một khu vực làm mắm này. Làng nghề ở đây là làng nghề làm mắm này. Các bạn có thể nhìn thấy là ở bên bờ sông ấy, bên dưới thì là cái bến tàu mà để cho sau khi đánh bắt về thì họ sẽ đỗ tàu đấy, tàu cá. Còn bên phải bên kia thì là những khu vực mà có những cái chum chậu đấy, là nơi họ làm mắm đấy. Mình thì nếu mà những ai ở Hải Phòng thì chắc là sẽ không hẳn ai cũng biết con đường này đâu nhá, bởi vì nó đi ra biển nhưng mà nó lại đi theo cái kiểu là đi ở trên đê cơ, chứ không phải là đi đường kiểu như đường chính, đường không phải đường tỉnh, đường quốc lộ gì cả, mà nó là đường đê, chủ yếu dành cho các công việc là hộ đê, đi giám sát đê và các cái dân cư ở vườn biển để họ đi ra sông, ra đầm để đánh bắt và nuôi trồng thủy sản thôi. Chứ còn chính ra mà để lưu thông thì ít người đi ở đây lắm. Chỉ có những ai mà thứ nhất là biết này, hoặc là họ muốn đi ra biển bằng cái con đường D để mà có cái gọi là một cái cảm giác thiên nhiên hơn, nó gần với lại sông hồ và đầm cá, nhiều những cái gọi là thiên nhiên và những cái cảnh cá tôm hay là chim trời thì là họ sẽ đi ở đường này. Đấy. Mình thì cũng đa phần là đi ra biển thì mình sẽ đi bằng đường này.
kể cả là đi ô tô hay xe máy thì mình vẫn hay lượn và mình đi lối này chứ mình không đi lối ngoài đường nhựa đó. Mình nhớ là ở cái vị trí này, mấy cái đầm cá này là khoảng độ rất là nhiều năm trước mình đã có một cái quay một cái video ở đây. Tức là cái đầm đấy là đang trong giai đoạn là họ thả cá, rất nhiều cá giống, chắc là có nhiều cá con nữa. Thế cho nên là những cái đàn chim trời, đàn chim di cư ấy, vì đợt đấy nó là mùa đông, mùa cạn, cái đàn chim di cư nó bay về đây, nó sống và nó quần thảo ở khu vực này, nó bắt tôm, bắt cá rồi thì nó trao lượn khắp, mù mịt nó trao lượn gọi là dày đặc ở trên cái đầm đấy để nó bắt cá ở dưới hồ, dưới đầm. Cái xa xa ở kia là cũng có một đàn cò đậu trắng muốt ở trên hàng cây trên bờ đầm. Cò rất là to, nhìn từ xa mà nhìn như con ngan. Đó. Bên tay phải đây thì cũng là toàn là đầm cá, đầm tôm. Đấy. Họ miền biển mà cho nên là cái đoạn này nó là đoạn đê nối từ trong đất liền ở trong trung tâm thành phố đi ra ngoài biển, cho nên là tiếp giáp ở xung quanh đây là nó là con sông và dần dần thì cái con sông này nó sẽ chảy ra ngoài biển. Đấy, cho nên là ở đây tập trung rất nhiều những cái đầm tôm, đầm cá ở hai bên bờ đê. Ở xa xa phía trước mà các bạn nhìn thấy những hàng cây cối mà xanh dày đặc ở phía trước ấy, đấy là khu vực rừng gọi là rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh để phòng hộ, gọi là đê điều để bảo vệ bờ biển để chống xâm lấn và chống sạt lở, là họ giữ gìn không cho chặt phá. Đấy, khu đấy là một cái khu thiên đường để cho những cái loài chim mà nó đến mùa chim nó về nó ở, bởi vì là xung quanh thì lại toàn đầm tôm đầm cá, rất là dễ dàng để kiếm ăn. Đây, hiện tại họ đang làm đầm, họ đang phun nước lên để làm cung cấp oxy và để sục nước cho tôm cá gọi là phát triển đấy. Đó rồi, mình tiếp tục đi. Ở bên tay phải bên này thì có những cái đầm tôm, đầm cá mà họ làm rất là chuyên nghiệp, rất là bài bản và gọi là quy mô. Tất cả những cái đầm tôm đều có mái che hết, mái vòm nhìn như sân vận động. Đấy, các bạn có thể nhìn xa xa. Đi ở con đường này, bây giờ nó là đang mùa xuân, mùng 6 Tết. Cái không khí nó rất là dễ chịu. Trời thì không nắng nhưng mà có hửng một chút, cho nên là trong cái xen lẫn cái hơi gió lạnh của cuối đông và đầu xuân thì nó vẫn có một chút hơi ấm ấm. Đấy. Đây, trước mặt các bạn là đã nhìn thấy là những cái rừng cây gọi là nguyên sinh rậm rạp để được bảo vệ, tuyệt đối bảo vệ để làm cái gần như là cái môi trường sinh quyển cho thành phố, cũng như là để bảo vệ đê điều chống sạt lở xâm lấn của biển, tránh những cái tác động xâm lấn và sạt lở của do biển nó tác động vào cái bờ ở đây. Đó. Mình có thể quay lại đi vào đây một đoạn ngắn để cho các bạn nhìn về cái không gian về rừng một chút. Nó rất là rậm rạp và đi ở đây nó rất thú vị. Mình bình thường ấy, hôm nào mà công việc nó căng thẳng hoặc là đầu óc nó có cái nhiều thứ và nó trăn trở suy nghĩ, nhiều cái việc mà nó làm cho mình cảm thấy đầu óc nó không được thoải mái đấy, thường là mình sẽ mang xe và mình sẽ đi dạo ra đây. Từ nhà mình ra đây nó khoảng độ gần 15 cây số, hơn chục cây. Nếu mà đến cái vị trí này thì khoảng hơn chục cây.
Thế nhưng mà giữa cái sự bon chen của cái nhịp sống đông đúc và chật chội trong trung tâm thành phố thì cái không gian về sông nước rồi thì rừng cây, chim cò rồi tôm cá ở đây nó làm cho mình có cái sự gọi là thư giãn, thoải mái đầu óc lắm. Thế cho nên thỉnh thoảng là mình thì cũng không phải đi câu hay là săn bắn, bây giờ thì người ta nghiêm cấm rồi. Nhưng mà mình cũng xách xe ra đây đi dạo đây để hít thở hoặc là để gọi là thấy có cái gì hay hay thì mẹ quay phim chụp ảnh để gọi là tự thỏa mãn cái thú gọi là thư giãn của cá nhân mình thôi. Đấy. Trong này đi sâu ở trong này thì họ đang đầu tư, họ đã đầu tư những cái nhà nuôi đầm nuôi tôm này. Đấy, họ làm những cái đầm tôm, đầm cá rất là quy mô. Bởi vì cái mùa này thì người ta là bắt đầu khởi động để chuẩn bị đến cái mùa mà thả con giống ấy. Cho nên là họ đang gọi là dọn dẹp và làm vệ sinh những cái đáy hồ, đáy đầm để chuẩn bị cung cấp nước vào và để thả con giống để nuôi trồng. Đấy, các bạn nhìn thấy quy mô không? Có những cái đầm thì ở ngoài trời, có những cái đầm thì được quay như nhìn như sân vận động có mái che. Đấy, rất là hoành tráng, quy mô hoành tráng. Và con đường sâu phía trước mặt thì là nơi mà họ ở trong đấy để họ gọi là dạng như là họ thuê cái khu vực này để làm đầm tôm, đầm cá đấy. Họ ở trong đấy để họ trông nom. Đấy. Hôm nay thì nước có vẻ là hơi yên, hơi rút. Chứ mọi khi nước nó ngập vào đây xong rồi cò kiếc rồi chim cò cuốc kiếc nó lội nó ríu rít ở đây để nó bắt tôm, bắt cá ở đây. Đây bên này bên tay phải thì toàn là hồ nước để hồ đầm thôi. Cho nên là cái sinh quyển ở khu vực này nó dễ chịu lắm. Cái không khí thiên nhiên. Nhiều khi mà các bạn cảm thấy trong lòng mình nó có cái gì đó nó không được thông thoáng hoặc là nhiều cái thứ nó suy nghĩ nó mệt mỏi đầu óc hoặc là bức bối một điều gì đấy, các bạn cứ mang xe ra đi dạo ở đây thì người nó thư giãn ngay. Đấy, thư giãn ngay. Giờ mình quay lại đi tiếp trên cái đường đê biển này để đi ra biển. Và hôm nay thì đầu xuân, mình cũng thử muốn xem là ở ngoài khu vực biển này có một cái gọi là cái chợ cá. Cái chợ cá này thì nó tập hợp tất cả các tàu cá đánh bắt ở ngoài biển. Và tầm khoảng độ 3 giờ 3 rưỡi chiều thì người ta sẽ tập hợp ở đây, quay trở về đây để họ mang tôm cá để bán cho các thương lái, bán cho các nhà hàng, khách sạn họ thu mua. Hoặc là thậm chí là những người dân ấy, nhiều người họ biết ở đây, đến giờ họ vẫn đi ra họ mua lẻ về ăn ấy. Giá thì rẻ hơn rất nhiều so với mua ở trong các cái chợ dân sinh, nhưng mà về chất lượng thì cực kỳ tươi, ngon. Toàn con sống con bò thôi. Mặc dù là mình có giới thiệu rằng là đây là ở một cái địa điểm ở Hải Phòng, và những cái bạn trẻ ở Hải Phòng thì chắc chắn rằng là 70-80% là biết cái con đường này. Đấy, 70-80% đấy nhá, chứ cũng không phải là 100% nhá. Thậm chí cả không phải người bạn trẻ mà cả những người lớn cũng chỉ 60-70% biết cái con đường này thôi, còn đâu ít khi đi đâu. Thế mình mới chỉ nói rằng cái đường này nó thuộc Hải Phòng thôi, nhưng mà mình chưa nói cụ thể nó là con đường gì và đang hiện tại mình đang dẫn đi đâu. Nhưng mà mình cứ thử đi, biết đâu các bạn có thể là đoán được. Rồi lát nữa thì mình sẽ nói tên cái địa điểm với sau. Những người mà yêu thiên nhiên ấy, và những cái bạn trẻ mà hay thích đi phượt ấy,
hoặc là những cái thanh niên mà hay rủ nhau đi biển và đi ngắm cảnh, hay là đi hỏi là dẫn bạn gái dẫn người yêu đi chơi thì chắc chắn là sẽ biết con đường này đấy. Thì tạm thời khẳng định cái điều đấy. Những cái người mà hay đi tập thể dục này, đạp xe này đấy, ví dụ như là cái anh bạn đang đi rồi đang tiến đến ấy, thì những người mà du hay đạp xe đạp để thể dục thể thao thì họ cũng biết con đường này. Đạp nó thú vị lắm, nó thiên nhiên, nó trong lành, nó bên này bên tay trái này này, qua cái hàng cây này là chính là ngoài gọi là sông với biển rồi. Đây là cửa sông rồi, cửa sông mà gọi là tiếp xúc với lại cửa biển rồi đấy. Cũng có thể là hôm nay là ngày mùng 6 Tết thì đường nó cũng còn vắng vẻ. Và không biết là cái chợ cá ở đấy thì nó đã hoạt động hay chưa. Nhưng mà cứ tiện đường đi dạo thì mình cứ đi xuống đây để cho các bạn gọi là xem thử xem là đầu xuân thì dân biển họ đã đi đánh bắt chưa, rồi cái chợ cá đấy đã hoạt động chưa, rồi thì người dân đã đi mua sắm đồ hải sản về để ăn đầu năm hay chưa. Có một anh bạn vừa rồi là nhìn kiểu say rượu ấy, dừng lại xong rồi đứng lên ngửa mặt lên trời khấn vái. Đợt trước Tết thì mình rất là hay đi và thường xuyên là mình ở trên vùng cao. Bởi vì là ngoài cái vấn đề là yêu thiên nhiên, yêu du lịch và yêu vùng cao thì mình, cái công ty của mình cũng đang có một cái dự án phát triển du lịch ở trên Hà Giang. Thế cho nên là mình cũng đang phải trực chiến để ở trên đấy để làm những công việc liên quan đến hồ sơ, thủ tục và những cái vấn đề pháp lý nếu có nó phát sinh. Cho nên là nhiều lúc là mình ở trên đấy cũng rất là lâu, cho nên là hay mang xe máy lên đấy để có phương tiện gọi là đi la cà ở trong các cái thôn bản để đi chơi, thỏa mãn những cái yêu thích cá nhân về thiên nhiên, du lịch của bản thân. Và ngoài ra thì tiện có máy quay thì mình cũng quay lại để cho các bạn cùng xem. Thời gian vừa rồi là nghỉ Tết thì mình cũng về nghỉ Tết và cũng chưa đi đâu cả. Hôm nay mới lại gọi là khai xuân thì cũng xách xe ra đi dạo một chút. Rất là hay ra đây, thanh niên rất là hay ra đây và hay dừng lại ở đây để check in và chụp ảnh. Câu cá hai bên, bên này thì câu cá, bên phải thì câu cá, còn bên trái thì thường là lội xuống đây để ra ngắm biển. Mình cũng xuống gọi là xuống chơi một chút, dừng lại một chút ở đây xuống chơi một chút. Xuống chơi một chút. Thời
thời gian trước khi mà còn ở nhà nhiều đấy, chưa phải đi công tác đấy, thì mình cũng rất hay đi ra biển để đi bơi hoặc là nói chung là đi la cà chơi ở ven biển, xem người dân đánh cá hoặc là thậm chí ngồi ở những bờ đê ngắm ra biển, ngồi thư giãn ngắm biển. Đây cũng là một cái đập, một con đập mà người ta tháo nước vào trong các cái đầm tôm đầm cá để người ta lấy nước, người ta nuôi trồng thủy sản. Đâu đấy không? Đi chụp ảnh à? Hả? Đi chơi thôi à? Vâng. Yêu mình à? Vâng. À thế à? Tưởng là đi với mấy anh em ngoài kia. Không. À đi mình. Đi một mình thôi. Anh cũng đang quay vlog rồi. Anh cũng đi chơi đi dạo thì tiện thì quay lại. Ôi con đường đợt này nó sụt lún kinh quá nhở. Trước hay ra đây đường nó vẫn còn ngon lành cơ. Đợt này sóng biển nó đánh thế nào mà nó sập hết rồi. Đấy. Thời tiết tưởng hôm nay gió to, không mang bay đi. Thế à? Không mang flycam gì? Vâng. Hôm nay. Ái chà. Đi quả này cũng được đấy nhỉ. Đi như này. Nếu mà đá nó vững chắc không sao thì cũng không sao. Nó mà lăn tòm xuống thì mình cũng tòm theo thôi. Đó. À, chà. Cũng mạo hiểm ấy chứ nhỉ. Đi như này. Ở bên trong thì sụt vỡ hết rồi. Ngoài này thì lại còn, bên mé ngoài sóng đánh to thì lại còn nhỉ, bên trong thì lại sụt. À mình đang đánh là con hà đấy à? À anh ơi. Ừ. Con hà hay con hầu? Con này là con hà. Con hà nhỉ. Ở đây có hầu không? Có nhưng mà nó ở rất sâu kia. Sâu ở dưới à? Ừ. À. Đây là ở trên này là gọi là đánh con hà thôi. Đây là con hà bé. Hà gọi cùng họ hầu nhưng mà nhỏ. Đẹp quá. Có người, có người yêu bạn gái dẫn ở đây ngồi tâm sự thì thích nhỉ? Thích. Sao đi một mình em? Em đi từ Hà Nội xuống. Đi từ Hà Nội xuống à? Nhà ở đâu ở Hà Nội? À thế à, đi một mình xuống đây á? Vâng. Thế em có làm vlog không? Em không, em làm liên quan ngành ảnh đúng không? À làm về kiểu dạng như ảnh phóng viên nhiếp ảnh gì đó hả? Vâng. Yêu yêu về nhiếp ảnh hả? Vâng. À thế à. Nhà anh cũng có ông chú làm về nhiếp ảnh. Ôi đi thử ra tận cùng ở ngoài này xem nào. Ra ngoài mỏ ngoài này luôn nhá. Hôm nay biển cũng có vẻ lặng sóng, không mỗi khi mình ra đây á, mà đứng như này á, sóng đánh lên thì té tát lên mặt, phải chỉ có là chạy thôi chứ không thong dong mà đi bộ được như này đâu. Hôm nay là biển yên tĩnh, biển đầu xuân, biển khá yên tĩnh. Đó. Biển khá yên tĩnh rồi đấy. Xa xa là những con thuyền họ đánh cá đấy. Biển mênh mông, không nhìn thấy bờ. Biển hôm nay hiền lành quá. Rồi,
Thôi à, mình quay vào. Ghê nhỉ. Chỉ cách đây có khoảng độ vài tháng thôi mình ra đây thì đúng ra là từ hè năm ngoái thì cũng có lúc đi qua đây thì thấy những cái con đường ở đây nó còn bằng phẳng ngon lành, à nguyên lành. Thế mà bây giờ chạy đúng là trải qua nhiều sóng gió. Mọi thứ nó đều không có gì chịu đựng nổi với lại thời gian cả. Rừng ngập mặn. Những cây này nó sống ở trong nước được, ngập ở trong nước quanh năm không chết. Có những cái loại cây mà ngập nước ẩm tí rồi đã úng đã chết rồi. Mấy cây rừng ngập mặn này thì hôm nay là mùa tháng giêng thì theo như các cụ ngày xưa nói là tháng 3 là ma cho cá. Có nghĩa là tầm khoảng độ 1 tháng nữa thôi là qua tháng 2, là bắt đầu vào tháng 3 thì đúng là mùa của tôm cá là cực kỳ là ấy luôn. Tôm cá là đánh bắt cái mùa đấy là nhiều, nhiều tôm nhiều cá đánh bắt khoảng là đúng mùa của nó đấy. Ghê quá, sụt lún hết rồi. Này, bao giờ mới làm lại được đây. Hai bạn đi chơi xuân. Ở trên này nhiều, nó trên bờ ấy, là những lúc mà sóng đánh lên tận chỗ những cái mép xốp trắng trắng này, và tất cả những cái rác về nổi các nơi nó trôi dạt, đấy nước nó lên tận đây mà. Rồi. Mình sẽ tiếp tục lên đường. Tạm thời mình sẽ tăng tốc để phóng nhanh đến cái chợ cá ở ven biển đó nhá. Đến nơi mình sẽ quay tiếp cho các bạn cùng xem nhá.
Hiện tại thì mình đã đang đến gần với lại địa điểm chỗ chợ Bến Cá, còn cách đấy khoảng độ 1 cây số, nó đang trên đường vào. Mình lại tiếp tục bật máy quay để ghi nhận những cái hình ảnh của tại địa điểm gần Bến Cá ở ngày mùng 6 Tết để cho các bạn cùng xem nhé. Hiện tại thì xe ở các nơi thì đã về đây đỗ ra đến tận bên ngoài rồi. Chắc là hôm nay sẽ rất là đông, bởi vì là đường vào đây thì sẽ là một cái điểm địa điểm du lịch về tâm linh. Đó là trong này có một cái đền thờ, đền thờ gọi là đền thờ một nữ thần, một nữ thánh được nhân dân tôn thành thần. Đấy, và không biết là mình có chen được vào không đây, đông lắm. Đang cứ thử đi từ từ đi vào xem sao nhé, xem có vào được không, bởi vì đây là du khách họ vào là vào đền để thắp hương, nhưng mà mình thì sẽ không vào đền mà mình sẽ rẽ vào chợ cá thôi. Phương đi lễ Tết. Hiện tại thì mình đã đến cổng chợ cá rồi đấy, chợ đến Bến Cá rồi đấy, ở bên tay trái chỗ ngã ba này. Nếu đi thẳng thì sẽ vào lễ đền, còn rẽ trái thì sẽ vào chợ cá. Mình sẽ cho đúng lịch trình là mình sẽ vào chợ cá nha. Đó. Đi thẳng ở kia thì là đền. Nhưng mà mình sẽ vào chợ cá để mình ngắm chợ cá. Đấy. Con này thì có tất cả các loại cá này. Cá biển, tôm, cua, cá, ngao sò, hàu, cua, ghẹ, các kiểu, cái gì cũng có. Nhá. Yeah.
như kiểu chỉ vang ấy nhỉ. Đó cô. Đấy đấy. Ừ. Mời bạn lên đây. À lên đấy à? Ok nó ok. Không có bất cứ một khoản phí nào, các bạn đi bộ xuống thoải mái. À, okay. Không cho xem. Ok ok ok. Rồi. Chị ở trong ban quản lý chợ chắc là chị bảo lên đây đỗ xe. Rồi mình sẽ đưa đỗ xe đây. Mình sẽ đi tắt từ ngược từ cuối chợ đi ra luôn để đến lúc ra là về luôn nhá. Đó. Ôi. Đây là đầu cá. Đây là cái bến cá các bạn ạ, bến cá mà nơi tập trung tất cả các cái dân thuyền chài và dân làm nghề cá, họ sau một ngày đánh bắt thì họ tập trung trở về cái bến này để bán được những cái thứ mà họ đánh được. Đấy, mình đứng ở trên cao để ngắm nhìn toàn cảnh để cho các bạn xem. Một cái chợ cá mà đầu xuân ngày mùng 6 Tết đã họp rất là tấp nập và rất nhiều đông khách đến mua thu mua hải sản. Ôi trời. Cân rồi. Bè bè. Cá. Xem tí. Chợ này tên là chợ gì hả chị ơi? Cảng cá. Cảng cá nhưng mà có tên là gì không? Đền cá, đền Ma Đế. À thế rồi. Cảng cá. Vâng. Đấy. Bây giờ thì mình gọi là tiết lộ thông tin về cái địa điểm này cho các bạn rồi đấy. Đó, hỏi các bác bảo đây là cảng cá Đền Bà Đế ở Đồ Sơn nhá. Đấy, cảng cá Đền Bà Đế. Đấy, nhìn thấy những người ngư dân đánh bắt cá, người ta sống như này. Thank you.
số những cái hình ảnh rất là tổng thể và cũng đồng thời cũng rất là chi tiết, đủ để bao quát toàn bộ cái khung cảnh của cái chợ cảng cá, bao quát toàn bộ khung cảnh của cảng cá đường vào đền Bà Đế. Đây tên của nó đây nhá, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hải Phòng, Ban Quản lý Cảng cá Bến cá Cảng cá Ngọc Hải, khu neo đậu tàu thuyền và tránh trú bão, địa chỉ Ngọc Hải, Đồ Sơn. Ở đây có một cái trạm kiểm soát biên phòng Bến Xăm đó. Đấy, đấy nhá. Như vậy là cũng khá đầy đủ thông tin về cảng cá này cho các bạn nào có cái nhìn bao quát rồi nhá. Rồi giờ mình sẽ di chuyển ra ngoài chợ cá. Trong này thì toàn đồ tươi ngon mới đánh ở ngoài biển về đấy. Tất cả là tập kết ở đây để chuẩn bị vào các cái nhà hàng và các cái khách sạn. Ôi, cá gì to ấy, cá song Đồ Sơn. Cá song Đồ Sơn tự nhiên đấy à, đúng không? Rồi, đấy là đã kết thúc một vòng về cảng cá Ngọc Hải nhá. Thực ra các cái bác đi chợ bán hàng ở đây bác cũng chẳng biết là tên chính xác của cái chợ mà mình bán ở đây là cái gì. Hỏi nhiều khi các bác còn lắp bắp mãi mới nghĩ ra là cảng cá Đền Bà Đế. Nhưng thực ra tên chính xác ở trên giấy tờ là cảng cá Ngọc Hải nhá. Cảng cá Ngọc Hải các bạn ạ. Đó. Nhiều người là cũng khá là lạ lẫm ấy, mặc dù là người dân ở Hải Phòng và thậm chí là chính là những người bán cá ở cái chợ này cũng chẳng nhớ tên là chợ này là chợ gì đâu. Thế là mình chốt lại cái tên là chuẩn là ở đây là gọi là cảng cá Ngọc Hải nhá. Và mình lại trở ra cái con đường đi ra ngoài và kết thúc một cái buổi gọi là tham quan cảng cá Ngọc Hải ở Đồ Sơn vào cái dịp ngày mùng 6 Tết đầu năm. Vậy mình xin kết thúc video ở đây nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.